Điểm nhấn ở trên chiếc điện thoại cảm ứng của thương hiệu Vertu nổi tiếng đình đám này, đó chính là ở phần sau này được lăng mít vào, đó chính là phần vàng nguyên khối AU750. Kỳ lần giới thiệu đến với quý khách một thương hiệu điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới, đó chính là Vertu. Và đây, Kỳ lần đang cầm là một chiếc điện thoại Vertu chính hãng với kiểu dáng cực kỳ chắc sang và luxury. Với chất liệu tạo nên chiếc điện thoại này là những chất liệu quý hiếm và được hãng tuyển chọn từ chất liệu thân vỏ và chất liệu màn hình đến những chi tiết cấu tạo nên chiếc điện thoại này đều là những chi tiết rất chi tiết về chọn lựa của cao cấp luxury. Đây là một chiếc điện thoại cảm ứng dòng thông minh của hãng điện thoại Vertu danh tiếng này và cấu hình rất là mạnh. Trên màn hình giao diện đặc trưng của những chiếc điện thoại Vertu smartphone đời mới bây giờ này, khi chúng ta khởi động mặc định Active thì sẽ thấy được một cái màn hình có cái đồng hồ mà khi chúng ta di chuyển như thế này thì thấy được sự chú ý ở cái màn hình này. Đây là đặc trưng luôn, hầu như đa số những cái điện thoại Vertu smartphone thông minh đều đại đa số mặc định sẽ như thế này. Với cấu hình của một chiếc smartphone mang thương hiệu Vertu về dòng điện thoại xa xỉ, cấu hình như thế này là quá ok. Và điểm nhấn ở trên chiếc điện thoại cảm ứng của thương hiệu Vertu nổi tiếng đình đám này, đó chính là ở phần sau này được lăng mít vào, đó chính là phần vàng nguyên khối AU750. Đây là vàng công nghệ nén vàng không bọt, không xốp, cộng với hội ngoại chuẩn để tạo ra được cái vàng hồng nguyên khối như thế này, và kỹ thuật chuyên nghiệp của máy móc hiện đại để tạo ra những ổ chấu để Kỳ Lân đính từng viên kim cương hộp tròn thiên nhiên mà cho Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một, đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch, độ đẹp để cho cái sự chắc của hàng cao cấp luxury đúng chuẩn, đúng tầm và đủ sự sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu. Khi chúng ta nghe điện thoại như thế này thì cái sự lấp lánh từ ánh vàng hồng blue gold cộng với những viên kim cương hộp tròn thiên nhiên lấp lánh ở phía sau, đó là một điểm nhấn chắc chắn rằng tất cả những business khi cầm chiếc điện thoại này nghe sẽ rất là thoải mái và tự tin và rất là tuyệt vời. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.